Chào các chị em. Không biết mọi người mùng 8 tháng 3 có được nhiều quà không? Ngày hôm qua trong La La chỉ được một bịch nước thôi. Trang vừa mới quay video khoe của xong thì ngày hôm nay Trang tranh thủ bởi vì anh sợ anh ấy về sớm, thế là Trang tranh thủ Trang ngồi trong bông má này. Nếu mà mọi người muốn xem mấy cái video trang điểm gần đây của Trang thì mọi người lên Facebook nha. Trang sẽ cố gắng Trang đưa cái link cho mọi người, và Trang biết tại sao cái Facebook này của Trang lâu rồi và Trang nghĩ là nó rất là quen thuộc với mọi người rồi, nhưng mà thật sự là rất nhiều bạn mới không có biết, thế nên là Trang sẽ cố gắng Trang để link, bởi vì các bạn biết đấy, thông cảm dạo này máy tính của Trang nó hỏng. Trang quay bằng phone, Trang up bằng phone, Trang sửa bằng điện thoại, Trang sửa bằng phone luôn. Thế nên thành ra cái việc mà viết ở trong description box của Trang là hơi bị khó khăn. Trang phải tranh thủ, mà các bạn biết đấy, hai đứa nhỏ là Trang dạo này nó nghịch lắm, bà mì dạo này nghịch lắm, nghịch ơi nghịch luôn á. Sảnh ra tí không để ý cái là ngã ngay à. Mọi người nhớ nha. Nếu có gì mọi người cứ lên Facebook của Trang ấy, Trang sẽ cố gắng Trang list cái link đó cho mọi người. Đó. Rồi là mua bán gì hay như nào các thứ này Trang sẽ list cho các bạn, bởi vì có rất nhiều người hỏi. Và Trang biết là các bạn có yêu cầu Trang làm cái video giới thiệu về bản thân, nhưng mà Trang sẽ cố gắng, bởi vì ngày hôm qua ngày hôm qua Trang ngồi Trang quay phải tí lần nhưng mà Trang thấy không ưng nên Trang lại phải xóa đi, chán thế không biết. Trang không nghĩ cái video tự sự hay nói về bản thân lại khó đến như thế. Có thể ngày hôm nay sẽ bon chen quay lại đấy, nhưng mà đang thấy cái ánh sáng trời âm u này thì Trang cũng không muốn cho lắm. Không tám hay cũng như không dài dòng nữa, và bây giờ Trang sẽ vào vấn đề luôn. Thì dạo này khổ thế đấy. Thì cứ suốt ngày bị nhịu, mới cả bị chóng mặt, rồi là bị mất não, rồi là các thể loại trên đời hết á. Thế nên là thôi thì các chị em xem được xem cứ thông cảm, và đặc biệt là vẫn có những cái gọi là ngoại hình bỉm sữa. Thì ngày hôm nay thì chỉ có làm được cái kiểu tóc gọi là xoăn ốc ở trên cái đỉnh này thôi. Đó. Ngày hôm qua làm tóc cụp đẹp lắm, nhưng mà tự nhiên đi ngủ xong dậy như cái tổ quả, thế là Trang lại phải thay, hay cũng như Trang lại phải buộc tóc vào. Thì cái video này, bởi vì gần đây Trang nhận được rất là nhiều yêu cầu hay cũng như những cái câu hỏi thắc mắc của các chị em. Lý do mà Trang nói các chị em là vì đa số là các chị hỏi Trang về cái vấn đề mà các chị gặp phải khi mà các chị đánh kem nền. Thì ngày hôm nay thì có cái gì thì sẽ bộc bạch hết, bởi vì trong cái khoảng thời gian 13 tháng Trang ở Việt Nam với cái thời tiết nồm này, nóng, chảy mỡ này, rồi là cả lạnh nữa, thì Trang thấy lạnh thì nó vẫn na ná bên này thôi, nhưng mà còn lại là nóng, chảy mỡ với cả cái trời nồm thì đúng là nhiều lúc không thể nào mà chấp nhận được, hay cũng như không thể nào mà Trang điểm nổi luôn á. Đó thì ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ với, hay cũng như Trang sẽ nói cho các chị hay cũng như là các bạn về cái tip hay cũng như cái cách để mọi người khắc phục về cái bước nền. Thì hôm qua Trang có đọc một cái câu hỏi của chị Trần Tú, bởi vì Trang biết là dạo này chị không comment lên trên Facebook, nhưng mà chị vẫn comment lên trên YouTube này để hỏi Trang. Thì chị có nói với Trang là khi mà chị đánh kem nền nên nó rất là đẹp, và sau đó chị phủ phấn lên thì nó bị mốc. Thì Trang biết cái vấn đề này rồi, mà tại sao ngày hôm nay mình không biết sao mình không thể nào mình nói được ta. Các bạn biết không, có những cái kiểu kem nền nhà sản xuất người ta làm ra để cho mọi người không cần phải phủ phấn, mà chỉ cần đánh lên trên da thôi. Cái đó nó rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, và nhìn nó da nó căng bóng, và nhất là những ai bị nhăn ở cái phần gò má này, hay cũng như tuổi các cô, các chị á, da có một chút nhăn. Sorry nha, sorry mọi người, bởi vì Trong biết là nói nhăn thì nhiều khi mọi người cũng hơi ấy, nhưng mà thật sự là đến cái tuổi đó thì khá là nhiều người da nó bị nhăn. Thay vì khô bong chóc, nhưng mà là mọi người bị nhăn, bị cằn đó. Thì với cái tuổi này thì Trang khuyên mọi người uống dầu cá nhá. Uống dầu cá vào rất là tốt về khắc phục về cái nếp nhăn đó, hay cũng như làm cho da nó căng khỏe hơn, nhìn nó trẻ hơn, trẻ hóa cho da đó. Uống dầu cá thôi nhá, mua dầu cá. Thì như thế này, những cái loại kem nền dạng nước như thế này này,
mọi người đánh những cái kem nền dạng nước hoặc là những cái kem nền có độ ẩm cao, hoặc là nó có cái loại là chiều sâu về cái độ ẩm, hay cũng như cực kỳ dành cho những người da khô hay cũng như những người mà não hóa. Và đặc biệt Trang nhớ là những hãng như ví dụ Missa rồi các thứ là rất hay làm những cái kiểu kem nền như vậy. Lancôme thì chỉ có một loại dành cho da khô thôi, nhưng mà cái texture cũng như cái ấy nó khác. Trang chỉ show mọi người để ví dụ thôi. Đây là cái kem nền dạng nước, dạng serum của Lancôme. Đây, đó, dạng nước như thế này. Mà chả nói đâu xa mà cái em kem nền này này. Đây này, đây chính là cái em kem nền EOF mà ngày hôm trước Trang có review cho mọi người. Là các chị phải lắc lên. Đây, bóp ra nó nước như thế này. Và khi đánh lên rồi rất là mịn, nhìn nó rất là đẹp và da rất là tự nhiên, rất là glow, rất là bóng, khỏe. Và tự nhiên mình phủ phấn lên và sau đó nó bị nếp nhăn, nó xuất hiện nếp nhăn rồi đại loại là phấn nó đọng vào, nó tụ vào. Rồi sau đó nó bay rất là nhanh, rồi sau đó nhìn nó rất là, nói chung là nhìn như kiểu da một đằng, phấn một nẻo, kiểu dạng như vậy. Đó, thì mọi người có biết vì sao không? Bởi vì nhà sản xuất hay cũng như những cái dạng kem này này, mọi người phải đọc kỹ khi mà, nhưng mà các chị hay cũng như các bạn phải đọc kỹ khi mà mọi người mua kem nền. Nếu như dạng kem nền serum thì nó, đây là cái đặc điểm khá là chung của tất cả những cái loại kem nền dạng nước, và đặc biệt những cái loại kem nền mà có độ ẩm cao. Đó, thì nhà sản xuất người ta sản xuất ra để cho mọi người đánh không và không cần phủ phấn. Nhưng mà mọi người biết đấy, nếu như không phủ phấn thì cái bước nền nó bay rất là nhanh, và nhất là với thời tiết ở Việt Nam. Ở bên nước ngoài thì không sao, Trang đảm bảo ở bên nước ngoài thì không sao, nhưng mà với thời tiết ở Việt Nam thì nó bay và nó xuống tông rất là nhanh. Mà chỉ đánh sau chỉ độ khoảng 30 phút thôi, kể cả 20 phút, 30 phút là mọi người đã bị xuống tông. Và cũng có thể khi mà mọi người bịt khẩu trang này, nó bị thấm da này, rồi là nó bị lem da này, rồi là khi mọi người đi ra ngoài vừa đi cái về đến nhà nhìn cái mặt nó tối sạm đi và nhìn nó xỉn rồi, mọi cái nói chung nó cứ nhôm nhoam hết cả. Đó, 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 là đó, đó, cái vấn đề là ở đó. Thì cái cách khắc phục ý là thế này này. Bởi vì là nó đã như vậy rồi, bởi vì người ta đã thiết kế ra là để không cần thiết phải phủ phấn, thì các chị có thể không phủ phấn, nhưng có điều là các chị phải thắt chắp nó sau độ khoảng vài giờ, hoặc là chỉ có lau đi rồi đánh lại. Đó, lau đi rồi đánh lại. Tuy là hơi bị phiền, nhưng nó cũng là một cách để khắc phục. Còn nếu mà không á thì thôi không phủ phấn nữa, nhưng mà phải chấp nhận là nó sẽ bị xuống tông, chấp nhận là nó sẽ bay nhanh, nhưng mà nhìn cái mặt của mình khi mà mình đánh lên nó rất là mịn và nó rất là tự nhiên. Đó, và nhìn nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì gọi là nặng nề đâu. Bởi vì nhiều khi ấy, những cái kem nền đó phủ phấn lên khác, nhìn biết ngay là cái mặt nó không thể nào mà chấp nhận được rồi. Đó, đó là lý do vì sao khi mà Trang làm cái video về cái bước nền hoàn hảo, Trang khuyên các chị em lên mua xịt set makeup Fix Plus của MAC. Đây là cái loại xịt mà Trang tìm được là Trang thích nhất. Lý do vì sao? Trang thử tất tần tật rất là nhiều hãng rồi, và cái mùi của nó Trang không thể chấp nhận được. Tuy là có cái em này này, mấy cả cái em hãng ba chị em á, ba xe á, đây, là hai cái mùi này nó rất là dễ chịu và của Hàn Quốc. Nhưng mà em này xịt lên Trang vẫn thấy có một vài cái khuyết điểm mà Trang không ưng, nhưng mà cái mùi thì rất là ưng. Đó, và cái xịt này mọi người, mấy hãng nó cứ làm cái xịt này này, xịt nó bị mạnh quá, nó bị to quá, thì thành ra đang nó có cái công dụng là để fix makeup, nhưng thành ra lại thành phá makeup, mọi người hiểu không? Nó chính là cái dạng cái phụt này này, đây này. MAC tuy nó làm cái vòi này, nhưng cái vòi của nó hơi xương, rất là thích. Thế nên Trang mới nói là tiền nào của đấy, nó cực kỳ luôn á. Đó, còn cái này khi mà vào cái xịt MAC, nếu như ai đã mua rồi hoặc có cái lọ xịt con này á, thì đổ nó sang lấy cái vòi này xịt. Đó, đây mọi người, đây là cái brand này. Hoặc là cái dạng xịt này cũng được. Đây này, xịt này của Innisfree, dòng Tea Tree hay là Green Tea đây này. Cái dòng này cũng rất là thích đây này. Đó, xịt khoáng. Thì mọi người xịt lên, cứ xịt lên, không phải ngần ngại gì hết. Kể cả càng da khô thì lại càng phải xịt, mà càng da dầu cũng càng phải xịt. Đó, thì những cái loại kem nền như vậy, thì Trang không biết là chị dùng kem nền nào, Trang quên không có hỏi, nhưng mà đa số là gặp phải những cái em kem nền dạng nước này khi mà phủ phấn lên. Thế nên là đó là lý do vì sao khi mà Trang dùng hai cái em này, Trang đều mix với CC cream. Các chị em thử mix với CC cream mà xem, bởi vì cái tính chất hay cũng như cái formula của CC cream á, khi mà mix với kem này á, nó tạo cho mọi người một cái bước nền rất là mịn, rất là đẹp, và khắc phục được mọi cái luôn, phủ phấn lên vô tư. Và những cái kiểu kem nền này, khi kể cả mix hay cũng như đánh không đi chăng nữa, nếu đã phủ phấn thì phủ phấn thật là nhẹ thôi. Thì Trang có thể Trang giới thiệu với mọi người phủ những cái phấn như này, phủ những cái phấn mà không có màu, màu transparent á,
không có màu á, chứ nếu có màu thì lại càng bị. Đó, bởi vì sao? Đó là cái bột màu khi mà các chị em đánh xong á thì nó sẽ tụ vào, nó thành một cái vết nhăn. Và đặc biệt cái mẹo hay cũng như cái cách, dạ, cái cách mà mọi người đánh nền thì mọi người chừa cái phần này ra này, đánh nhẹ thôi. Nhưng mà bởi vì ở nhà các chị em hay cái dùng kem nền màu sáng hơn da, thành ra là cái đánh ít ở phần trán thì nó hơi bị khó. Nhưng mà đấy cũng là một cách để cho mọi người khắc phục nếu như các bạn có cái kem nền mà cùng với màu da. Đó, đánh ít ở trán thôi, bởi vì trán mọi người hay cau hay nhăn hay làm các kiểu đó. Đó thì nó sẽ hay bị đọng vào những cái rãnh hay cũng như những cái phần nhăn này của mọi người. Kể cả ngay cái bên hai bên mép này hay cũng như cái ngấn mắt này cũng vậy, nó đều như nhau hết à. Đó, thì những cái phấn dạng như thế này này, dạng clear, tức là dạng nhẹ, cái này của Rimmel này. Đó, cái này Trang cũng rất là thích bởi vì nó không màu. Đây này, nó không có một tí màu nào á, mọi người biết không? Gọi là chỉ là set phấn thôi. Đây, màu này rất nhẹ bởi vì Trang quét nó lên đây này. Nó không có một tí màu nào. Các chị em chọn những cái loại phấn này này thì để set với những cái loại kem nền này khi mà bị mốc. À, kể cả cái tension này của Lancôme cũng bị nha. Cái tension này bởi vì nó cũng là dạng nước mà. Đây này, cái này này, nó có độ che phủ, thành ra là khi mà gặp cái mút mà dạng lông như thế này á, cái này Trang làm review rồi và nó đánh lên nó nhìn nó còn bị mốc. Và Trang đã, dạ, Trang cũng đã nói là Trang không có ưng cái lọ này á. Đó, mọi người biết không? Thì nếu mà đã, khi mà đã gặp phải những cái trường hợp như vậy thì mọi người mua những cái phấn clear, những cái dạng mà trong suốt á, mọi người phủ lên. Đừng có baking, rồi ôi, đừng có baking làm ơn. À, Trang không biết tại sao Trang rất là ghét baking, bởi vì á, người nào mà siêu, gọi là cao, siêu cao thủ về baking mà baking đẹp thì không nói làm gì. Nhưng mà có rất là nhiều người khi mà mới vào baking hoặc là baking, khi mà chụp lên cái ống kính ấy, cũng như khi mà quay lên camera hoặc là chụp cái ảnh hoặc là nào đó, nhìn nó cứ loang loang lổ lổ, nhìn như kiểu dạng đang bị lang á, kiểu dạng như vậy á. Đó, đừng có baking. Cái phấn này của Physical Formula cũng được, nhưng mà phải là cái màu transparent, cái mà đánh nó không ra màu luôn á, nó trong suốt á. Đó, chỉ là để set thôi. Đó, hiểu không? Còn nếu không á thì các chị em phải để đành để đó, để cái này có màu. Trang định show mọi người cái phấn của Catrice này, nhưng mà cái này có màu. Đó, bởi vì Trang nhớ nhầm, Trang nhớ là em này không màu nhưng mà nó có màu. Đó, các loại phấn nén rất là nhiều loại. Phấn nén bây giờ rất rất là nhiều. Thế nên các chị em khi mà mua cần phải đọc kỹ, xem kỹ vào. Đó, mấy cái này Trang có đều là có màu hết. Có mỗi cái em này là không màu này. Hoặc là cái phấn bột này này, phấn bột trắng này không màu này, để kiềm dầu này. Và cái phấn này của Physical Formula này, một đợt Trang có bán. Nhưng mà bây giờ hết rồi, Trang không có bán nữa. Ồ, loại cả cái này của EOF cũng được này. Đấy, tức là mua cái loại mà không có màu á, cái này thì nhẹ, nhưng mà khi đánh lên, cái này vẫn có một chút màu. Phải nhớ là cái mua một cái loại phấn mà không có màu á. Đó, Trang chỉ có hai loại đấy thôi. MAC cũng có đó. Dòng gọi là Prep Empire, vỏ màu đen của MAC cũng có, màu trắng, phủ lên nó trong suốt. Đó, MAC cũng có. Đó là cái cách khắc phục. Và mọi người nhớ nha, phải xịt Fix Plus, xịt Set Makeup vào. Đừng có bỏ qua cái bước đó. Bước đó rất là cần thiết. Nó vừa bổ sung độ ẩm cho da, vừa bổ sung nước, mà vừa khắc phục được rất là nhiều cái. Và fix cái lớp makeup của mình, hay cũng như là biến nó đang khô trở thành mịn, rồi đang cake trở thành mịn. Cái gì cũng thế, cái gì cũng được, fix hết à. Đó, rồi là về, ok, về còn về dưỡng này. Những cái kem nền này một khi nó đã có độ ẩm rồi thì mọi người đánh dưỡng nó ít đi. Đánh nhẹ thôi, thật sự nhẹ thôi. Hoặc là đánh để cho nó ngấm hết vào da, để 5-10 phút nó ngấm vào da, rồi sau đó mới đánh nền. Hoặc là thật sự nếu như những ai mà muốn nhanh á, thì mọi người khi mà đang ví dụ đánh răng rửa mặt hay cái gì đó buổi sáng chẳng hạn, thì bôi dưỡng trước đi, rồi sau đó thay quần áo, đầu tóc, làm gì làm, rồi sau đó quay về và đánh vỗ bức nền lên. Thì nhá, để cho nó làm sao nó ngấm vào da của mình. Ngày hôm nay Trang dùng nền của Pond, Trang dùng BB cream của Pond, thì nhạ, Trang đang rất là sorry mọi người. Thì Trang đang rất là ưng, rất là ưng. Phủ phấn Trang cũng phủ rất là nhẹ, Trang cũng phủ phấn Pond luôn. Còn nếu mà những cái em đó mà thật sự là mọi người muốn phủ phấn mà có màu á, thì chỉ sorry mọi người, xấu hổ quá, tự nhiên á. thì có thể phủ phấn pon, nhưng mà Trang cũng sợ là, nói chung là nếu mà đã phủ phấn màu vào hoặc là có màu hoặc là có độ che phủ một chút, phấn dày một chút thì kiểu gì cũng bị à.
Bởi vì sau một vài tiếng khi mà da của mọi người đổ dầu ra hay cũng như cái độ ẩm bắt đầu nó ra thì nó sẽ nhom nhoèm hết à. Đó, thôi 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 bỏ qua bước đó nha, bỏ qua phần đó. Ok, thì Trang hy vọng cái video này giúp một phần nào đó cho các chị em về khắc phục về cái tình trạng hay cũng như cái gọi là một cái gì đó về cái bước nền của mình. Thì Trang cũng chỉ hy vọng là giúp được mọi người thôi, bởi vì sau 13 tháng Trang về Việt Nam, Trang nói chung là rút ra được nhiều cái lắm. Bởi vì bình thường bên này Trang trang điểm, Trang hay thường trang điểm là full coverage, tức là cả một cái bộ mặt. Trang đánh phấn, Trang đánh nền, nhầm, Trang đánh dưỡng, nền, che khuyết điểm, phủ, mày, tạo khối. Trang đánh full hết cả một như vậy. Trang là người mà luôn như thế. Kể cả trang điểm tự nhiên Trang cũng làm như vậy. Và khi về Việt Nam thì Trang thấy có lúc cái thời tiết thì nó ok, nhưng có thời tiết thì nó không. Và Trang sẽ cố gắng làm một cái video về về cái bước nền của mình. Trang sẽ chia sẻ cho các chị em từ tự nhiên cho đến vừa, cho đến full cả mặt. Đó, dự định quay rồi nhưng mà thật sự là vẫn chưa có gọi là tâm trạng hay cũng như là gọi là có một cái gì đấy để quay. Không biết tại sao nữa nhưng mà thôi, mọi người cứ cố gắng chờ đợi đi ha. Bởi vì dạo này Trang lên thường xuyên mà, lo gì. Ok, Trang hy vọng là giúp một phần nào đó cho các chị em nha. Mọi người có gì thì cứ comment xuống, cứ comment xuống nói với Trang. Nếu như mọi người đã thử những cái tip này của Trang rồi mà nó vẫn không hiệu quả thì cứ nói, cũng nói với Trang để Trang biết, để Trang tìm cho mọi người cái cách khác. Ok, và Trang sẽ gặp lại các chị em sau. Bye bye. Đừng quên ấn like nha. Nhớ comment, nhớ nha.